Thưa sư, mong sư chỉ bảo. Bản tính của con rất hay suy nghĩ và hay lo lắng. Ví dụ như người khác nói xấu, chỉ trích thì trong đầu con chỉ nghĩ đến việc đó. Tâm con tán loạn, không tập trung được vào việc gì khác. Hay như có chuyện gì xảy ra, con thường rất rất hay lo lắng. Tâm con cũng chỉ nghĩ đến vấn đề đó hết ngày này sang ngày khác. Thưa sư, làm thế nào để có thể cải thiện được cái tình trạng này? Nếu như quý vị theo dõi cái phần vấn đáp ngày hôm nay từ đầu cho tới đuôi đó, thì quý vị thấy là sư đã nói tất cả các pháp phải có sự thực hành thì nó mới có hiệu quả. Còn bây giờ khi mà sư đưa ra giải pháp á, mà ngày thường quý vị không có xài đó, ngày thường quý vị không có ứng dụng, không có luyện tập thường xuyên đó, tức là đụng chuyện quý vị cũng không xài được. Rồi chính vì cái việc mà quý vị không xài được á, có thể sẽ sinh ra một cái tà kiến, đó là cái giáo pháp của Đức Thế Tôn xài không được, giáo pháp của Đức Thế Tôn không có tác dụng. Mà chúng ta không nghĩ đến cái vấn đề nằm ở mình, đó là tất cả các giải pháp dựa theo kinh tạng đều yêu cầu phải có sự thực hành. Quý vị không phải là những người tu từ vô số kiếp, thời nay chỉ còn chờ nói một câu cái là leo lên tòa sen mà ngồi, không phải. Chúng ta là những người phước cạn, phải nói là tu ít phước cạn. Cho nên tất cả các cái giải pháp, tất cả các lời dạy của Đức Thế Tôn đòi hỏi chúng ta phải thực hành thường xuyên. Như vậy khi đụng chuyện chúng ta mới xài được. Tại sao sư phải rào trước đón sau như vậy? Để sư nói với quý vị đó là muốn giải quyết được cái câu hỏi này của cái người này đó, thì vị này phải thực hành cơ, chứ còn không thực hành rồi thì nói rồi cũng như không. Xong rồi thì giỏi lắm nói à, ông sư này không có linh, nói xài không được, 5 bữa 10 bữa bỏ đi kiếm người khác cũng vậy thôi. Đấy, giống như đi khám bác sĩ cho thuốc phải kiên trì uống trong 1 tháng, mà mình thì mình lười, 5 3 bữa uống 1 viên, uống được chừng 10 bữa nửa tháng mình nói bác sĩ ông dở thuốc không có linh, thành ra là mình không uống nữa. Đó không phải vấn đề của bác sĩ, vấn đề do mình. Đó. Rồi bây giờ đó, khi mà hay suy nghĩ và lo lắng, ví dụ như là khi mà ai đó mà chỉ trích mình, quý vị phải thường xuyên thực hành như thế này, thường xuyên thực hành như thế này. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó cướp tôi, lấn tôi, ai ôm hiềm hận ấy hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó lấn tôi, hiếp tôi, ai buông hiềm hận ấy hận thù tự nhiên nguôi. Quý vị chỉ cần thực hành một chữ buông thôi, buông hết toàn bộ những cái buồn phiền lo lắng, tập buông. Ngày đầu quý vị buông một cái chữ buông ở trong đầu quý vị đó, niệm một chữ buông thôi, buông. Ngày đầu làm chưa được bao nhiêu, ngày thứ hai tiếp tục làm chưa được bao nhiêu, ngày thứ ba tiếp tục làm chưa được bao nhiêu. Quý vị làm ơn kiên trì giùm sư 1 năm coi. Thường xuyên cứ hễ có chuyện gì, có chuyện gì tới đi chăng nữa, buông. Một chữ buông nó buông hết, buông hết, buông hết, buông hết. Kiên trì thực hành liên tục từ sáng tới chiều. Thực hành liên tục, thực hành trong vòng 1 năm. Tự nhiên quý vị thấy hiệu quả. Tự nhiên quý vị thấy hiệu quả. Còn làm không được thì đó không phải lỗi của sư. Đó. Đó. Ngoài ra đó, còn một cái cách khác đó là gì? Sống trong giây phút hiện tại thôi. Làm chuyện hôm nay, biết chuyện hôm nay, toại chuyện quá khứ
không nghĩ tới quá khứ, không truy tìm tương lai, không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chuyện gì của quá khứ bỏ qua một bên, chuyện quá khứ nó đã qua rồi, để qua một bên. Chuyện tương lai chưa đến, để qua một bên. Xử lý trong cái giây phút hiện tại này thôi. Chuyện gì hiện tại cần làm, tập trung làm đúng cái chuyện đó thôi. Chuyện quá khứ thuộc về quá khứ, chuyện tương lai để tương lai tính. Lo cái giây phút hiện tại này thôi. Quý vị làm cái chuyện này đó, làm liên tục, thực hành liên tục trong một năm, đảm bảo nó có sự khác biệt. Còn khi mà chúng ta nói thẳng là chúng ta giải đãi, chúng ta lười biếng, ngày làm được một hai lần, làm được năm bữa nửa tháng chúng ta dẹp luôn, chúng ta quên luôn, để hẳn một bên, quên hẳn luôn, thì tự nhiên chúng ta làm không được cái gì hết trơn. Mèo nó lại hoàng mèo, ha, cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Đấy. Cho nên đòi hỏi phải có sự thực hành. Sẵn sự nói chuyện không liên quan. Cách đây không lâu có một cô, cổ đến, cổ xin là cái chuyện cá nhân của cổ. Bà sẽ nói bây giờ đó, chuyện đầu tiên đó, muốn làm chuyện lớn thì phải có nỗ lực lớn. Nỗ lực lớn ở đây là không yêu cầu cô phải cúng dường bạc triệu, không cần. Mà cô làm một chuyện này thôi, giữ gìn bát quan trai giới trọn liên tục trong 7 ngày. Chỉ còn làm một chuyện này thôi. Rồi trong sau 7 ngày đó, lên đây gặp sư, sư hướng dẫn tiếp. Sư hướng dẫn giải quyết vấn đề của cô. Cổ về và cổ đương nhiên quý vị đoán được rồi, lặng luôn. Thì nó có hai cái, nó có hai cái khả năng. Một là cái chuyện của cổ, cổ làm theo và cổ đã giải quyết được vấn đề thì đó là chuyện tốt. Cái thứ hai là cổ không kiên trì được trong 7 ngày, giữ bát quan trai giới trong 7 ngày cổ chịu không nổi, và sau đó là cổ bỏ. Một khả năng thứ ba đó là cổ hỏi cho có hỏi thôi chứ cổ không tin, không không tin tưởng, không thực hành thì thôi. Đấy, cho nên sở dĩ sư nói là để làm cái gì, đó là tất cả các phương pháp, tất cả các phương pháp phù hợp theo chánh pháp thì không có một phương pháp nào là mì ăn liền, mà phải đòi hỏi có sự kiên trì, có sự thực hành bền bỉ. Mà nếu như chúng ta không làm được chuyện đó thì như sư nói hồi nãy, mèo vẫn lại cứ hoàng mèo, cốt khỉ hoàng cốt khỉ, không có gì thay đổi được hết. Tự quý vị không thương chính bản thân quý vị thì không ai, đừng bắt ai thương giùm ha.